coi việc cái gì bác hỏi không, anh tự làm này. Anh làm nhiều lần anh chóng mặt là thua. Là việc đầu chưa mở được, nó ham không mở. Anh nếu là... mà làm chóng mặt là làm nó chưa mở. Nó chưa mở mà anh ráng mở là chết. Phải có những cái động tác căn bản để nó khai thông. Rồi cái đó đầu dần rất là nhanh được không? Để cái đầu xuống rất nhanh mà nó không có đặt nó thiệt nhanh. Rồi dưới nó thiệt nhanh, nó thấy nó hơi khó chịu là thua rồi. Về đòi mở bách hội. Đó, những cái căn bản thôi là thử cho anh biết anh không là không thông anh đòi mở. Anh là con người là không có được khoa học vô với cái bản thân mình điện trong cơ thể nó theo anh. Mắt nhanh mà nó kêu rốt 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 rồi đầu chóng mặt. Rồi thua rồi. Mà nó kêu rốt rốt là sao vậy? Rốt rốt là khô rồi. Chắc là nhờ trong xương nó thua rồi. À, bây giờ. Vậy là bệnh rồi. Bây giờ làm sao cho khỏi khô? Nhưng mà thấy bây giờ phải tập. Bởi vì có bài tập đó. Cái tư thế này nó. Đó đó rồi anh thấy nó chóng váng rồi. Yeah. Đó, chóng váng thì không chóng váng. Nhưng mà nó khầm như nó không có đã. Nó khó chịu đó. Chứ giờ là máu nó không lên đầu. Máu không lên đầu được. Yeah, bởi vậy thay tại sao chó anh thấy nó hay lắc đầu. Tức là thú lên nó hay lo lắc đầu. Con mình không có sao mà thua nó rồi. Chó là luôn hỉnh mũi nha. Hỉnh mũi là những tay lắc đầu một ngày ít nhất 1000 lần. Anh không nghiên cứu đó. Cái đu quắc 1000 lần tức là hội âm nó mở 1000 lần một ngày, cái đầu lắc 1000 lần một ngày thì nhâm đốc mạch của nó luôn thông. Còn người không có chết đó là nghiên cứu mình đâu có thấy người được có em không bay cái xương cột cao quá nó buộc vô anh đợi cái xương cột tôi qua anh đợi tôi luôn là anh nắm chặt vô nè tôi cầm quậy luôn nè thấy chưa. Anh không quậy được là chết rồi. Giờ đòn mở bị lư anh thấy con người tôi quậy tôi được rồi. Anh có thấy không, anh không nghiên cứu cái đó làm sao mà anh nói mở rồi mà không cái cơ cái bộ phận nó cũng nhích được thì mới mở được. Cái đầu mà lắc đầu tức là cái đầu mà lắc nhanh không bị tức là mở rồi. Lỗ tai mà nhấp nháy được thì mới mở được cái đường căng bách hội. Hỉnh mũi thì mở đường căng từ trước ra sau. Những tay được căng ngang căng dọc lắc đầu thì tất cả cái việc nhỏ nhỏ nó thông hết thì khí dưới nó lên nó không nó bít gì nó xong lên. Anh tìm hiểu thôi, bây giờ ở trên là có 100 việc bít hết rồi nhờ cái lắc lắc vậy nó thông tính nhiều á lắc lắc vậy thông. Anh không lắc thông cả đẩy lên nó dướng cả trăm cái nó lên qua nó hồi xuống dưới mẹ nó đổ xuống rồi nó cứ thế này mà cứ nào có nó dội dội xuống hồi âm nó chứ phình ra nhá khi bao giờ tập những cái dồn xuống dưới hoặc nó lên được nó xuống dưới nó tự nó lên lầu lên thành đêm mai thằng đêm nó dồn dưới thành nó phình này đó nếu nó khép được khí á xuống hồi âm không nằm ngồi tập không này đó thì tập dồn dưới tập chỉnh khí không cho nó thì nó ứ này nó mới lên đâu nó chạy ngang qua đây nó cứ rắc 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 nguồn nó kêu vậy là dạ. Tưởng nó tập không kêu nó kêu thật chứ phải nhưng nó mà giờ nó lắc đầu rồi lắc mọc đau đầu thì nó không đau nhưng mà nó kêu đó đi thua rồi nghe tiếng kêu đẹp đẹp đó vậy không chết rồi người ta lắc một lắc văng cái bao gạo luôn và anh lắc đâu có nổi lắc cái cãi cổ lắc nhất là cãi cổ lắc nhiều khi nó liệt toàn thân anh lắc coi chừng á nó một cái cắt cái đã liệt toàn thân nếu mà anh không luyện trước lắc mạnh nó bị liệt để nó gãy ngang cái đã liệt toàn thân có phải không coi chừng đừng có tưởng cái đầu dễ tập anh lắc mạnh quá là liệt toàn thân anh phải tập 5-10 năm mới lắc nhanh được, anh lắc nhanh liền là chết. Vì cái đó trong ngành khí công nó không dám dạy cho người ta, nó lắc nó tham nó lắc nhiều chết nó liệt mẹ, nó muốn cho nhanh đấy, tham. Đó là cái đó là bây giờ cái cách tập nha. Bây giờ cái cách tập của tôi này, nhưng nó phải nó tập như vậy nè. Nếu mà đứng trên này, nè động tác thứ nhất, nè nhấc chân bóc ra, đó là mở cái ống khỏi cái ống. Cái này tôi làm cho cụ thể cái này là mở mình môn còn cái tay mở nhấp chân nó rõ ràng lắm còn cái đầu mở phòng phụ mở đó bốn cái trong tổng trạng bạn mình làm khéo nó phải cần cái từ chừng nào nó thành cái tự động rồi mới thành rồi thành ra đó là mở là đường đốc mạch từ dưới lên nè nè có cái gót chân này mở hồi khóa hồi âm đẩy lên mình ngồi kéo ra vai mở nhóc mở mắt học anh đứng qua anh mất cân bằng là anh chết đó đứng vậy anh sẽ để yên một cái đứng đây cái đứng thì nó thở đều hơi nóng nó rộng lên vậy anh đứng làm đấy thở đấy thở năm hơi thở đều thấy hơi nóng lên từ từ vậy nó lên tới đỉnh đầu luôn á năm hơi rồi anh đứng thẳng lại thấy nóng nó nóng nó lan thấy mình ngồi đứng yên vậy
hết cái cột sẵn thấy rõ luôn. Chưa nóng được, chưa đó là chưa nó chưa là chưa có cái toàn chết rồi thôi là đường khí nó chưa chạy mà anh tưởng tượng vậy nó nóng rừng rừng luôn á. Đó rồi rồi là học trên lấy một động tác, lấy là một động tác cho tập 3 lần mình sẽ thấy, lấy một động tác của chị nha, tập sẽ thấy cái khí đó mà chạy. Bây giờ đứng đây chỉ bài thức thứ nhất của chị thực tình mình sẽ thấy nếu tập trung nó sẽ chạy, tại vì anh chưa có động anh luyện hơi mà. Đây nha, đây nè, tay không cần không quan trọng, bởi vậy nó đọc sắc cái khứ âm dương tay nữ dương âm âm là cái thằng u, cái quy định nó của con người quy định chứ không có cái trái phải vậy. Cái này này ông kể là cái ông chuẩn bị mà nói cái này cái trái phải cái này đều phải, thì từ trên thì xuống này cái phải cái lại như sao nè, từ cái này cái phải âm này cái phải nè nha sẽ là thao động. Bây giờ thấy khó không nhiều lần này lấy tay chốt duỗi bốn ngón chắc này đó, duỗi cái bốn ngón này ra để cái này vô là khi chạy đó nè nó căng nó dùng lực đó nè, thấy nó căng rồi nó dùng cái này không có được dùng chạy nó thấy liền á nè, tôi để rồi bấm vô cả nên nó căng hết cơ, bấm đi duỗi bốn ngón này ra thành bút sen đè một cái vô ở giữa bốn ngón chút bốn ngón lại đó nè, anh thấy đây là cứng nè. Nè, anh thấy tất cả cơ cứng tự nhiên hết, thấy không? Anh thấy nó cứng tự nhiên không có làm rồi để đi rồi tiếp kéo lên đưa cho tao kéo xuống cứ để giờ kéo xuống ngực kéo sát vô ngực giữa rồi anh kéo xuống nữa cái đưa ra ngoài đi đưa xoáy ra trước đó rồi kéo xuống nữa cái này cứng không cái này cứng không đó nè coi đó đây là đó với làm cái động tác không dùng lực mà kiếm nó chạy nè phải cái này không này mấy cái này nó cái nó sẵn này chạy đúng nó nằm được làm lại đi đó là dịch cân đó trong khi còn gọi là dịch cân được cái đã dịch cân được chưa anh thấy mấy cái này căng không ngang ngón đây nữa chỗ này cũng cứng như này cũng cứng cứng này này cái này cứng này cứng này cái này cứng mà không được dùng lực anh thấy không đứng vậy anh thấy nó có bẹt vậy không mà thấy nó phồng cứng thế để kéo lại cái vô thấy thấy cái màu xanh nó đang hiện rồi nó đó kinh cân mình tập cái kinh cân thì tập lại khi nào kinh cân hiện rõ thấy màu xanh nó rồi bắt đầu cho chị tiếp tập cho được cái kinh cân ghê lắm trời cái công nó muốn tập sao tập á tập chết cha luôn chưa xong này lòi đòi vận khí anh tập khi nào cái kinh cân á cái kinh cân của anh nó hoạt động cái đã cái kinh cân là cái gân màu xanh á gân màu xanh là kinh cân anh mở kinh cân cho tôi anh phải tập khi nào kinh cân đó, nó hoạt động đã làm nhẹ nhàng không được gì được có kéo kinh cân có chưa cho lấy chay rồi bỏ luôn thì giờ lấy chay rồi bỏ cho tôi thấy học tích cha vậy chứ tự nhiên mọi vận khí rồi cái kinh nó hoạt động bây giờ anh làm đi để tay lên được đi này để tay ép phóng thì phóng mạnh vô gần rồi đẩy ra phía trước kéo ngực nè anh thấy anh để nguyên rồi móc cái hình đó nha này chỗ này cứng thấy không cũng vào không thấy có màu xanh không này cứng thấy không cái chỗ này nè cứng là theo chỗ này cứng này không này cứng nè chỗ này cứng nè đúng không đó là xong cái đó mới thức một đó anh giữ vậy bây giờ cái đó là cái kinh cân hay là dịch cân là tôi thay đổi cân rồi bây giờ tôi dịch khí nhỏ khó một chút nhỏ đi hướng lên bàn vai ra nè hai bàn ra ngẩng đầu rồi anh thở vào rồi vừa cầm anh cong nhiều thì nó tí nhiều tập rồi thở đã đều không được chạm dính vô ngón tay bấm mạnh vô bấm mạnh vô mà không được gần anh không gần là anh lại dùng lực lên đè đè mạnh mà không có còn giống như có một cái bông gòn vô hình đè mạnh vô làm lại mà không được chạm vô nó bởi anh không có cách dùng đè sát vô còn mạnh thì mạnh đó, anh không biết dùng lực anh nè vẫn không biết anh đè để trong tay coi coi nó cứng như sắt vậy trời ơi cái ý anh không có mạnh cái lực anh thì có mà cái ý anh không có đè không có mạnh tôi đè cũng có thể anh lấy 30 kg lôi không có ra được để vô giữa cầm cái tưởng tượng tôi đang cầm cái đũa anh rút tôi anh ra được tôi để cái đũa mà anh rút
là anh không có dùng lực, anh không biết dùng lực ảo rồi. Nè bây giờ kẹp kêu biết gì đâu, mạnh vô lôi ra. Rồi bây giờ cầm cầm cái chặt vô. Alo. Dạ, tôi đi vắng rồi.